Thì tư vấn tới cuối ngày mệt quá, bây giờ là 7 giờ rồi nhưng mà vẫn chưa về ăn cơm, tại vì tôi cũng vẫn khát khao, vẫn mong mỏi để đem cái thông điệp đến cho nhà nhà mọi người để am hiểu những cái quy định của pháp luật. Định về rồi nhưng lại muốn làm nốt công việc cuối ngày. Có một em thông qua cái Facebook của tôi và em hỏi với tôi như thế này. Tôi muốn trả lời với em liền và tôi muốn trả lời với em bằng video để em hiểu được những cái quy định của pháp luật mà em sẽ tự mình bảo vệ mình. Vì chúng tôi là phụ nữ mà, phụ nữ thì thường binh phụ nữ. Tôi sẽ kể cho quý vị và các bạn nghe cái câu hỏi của em, và cũng là trả lời cho tất cả các bạn gái, các bạn hiện đang trong tình trạng không biết hỏi ai. Chào chị cho em hỏi có thể giành quyền nuôi con được không vậy? Em tên là, em là thợ may, công ty giày da. Em lấy chồng được 4 tháng, mới có thai 1 tháng, thai yếu nên bác sĩ kêu em nghỉ làm dưỡng thai nhi. Chồng bên biết em có thai 1 tháng yếu, chồng kêu em phá thai. Em không chịu phá, gia đình chồng và chồng đuổi em về bên cha mẹ ruột sống. Khổ quá quý vị và các bạn. Thật ra thì cây mỗi hoa, nhà mỗi cảnh. Tuy nhiên rằng tôi cũng đã có qua 2 lần sinh nở thì tôi vẫn biết những cái khó khăn, những cái vất vả như thế nào. Tôi còn nhớ có lần ở cái tháng thứ 7 có bầu vượt mặt như vậy đó, nhưng vẫn phải đi xe Honda đa từ Củ Chi xuống Tòa Hội Nhất. Thì tôi đi đại diện ủy quyền trong một cái vụ tranh chấp hợp đồng vay tiền. Và rồi thì thẩm phán cho tôi được quyền ngồi. Nhưng cái bên bị đơn họ phản ứng dữ dội quá. Họ bảo rằng là tại sao cho cái đương sự kia ngồi trong khi tôi 60 tuổi thì không cho ngồi. Thì cuối cùng thẩm phán đã nhượng bộ bằng cách thôi, đương sự cũng đã có thai mà anh biết rồi, anh cũng thấy rồi chứ không phải anh không thấy. Thôi thì anh muốn ngồi thì tôi cho anh ngồi tự trình bày. Và tôi hiểu rằng em cần lắm những cái chỗ dựa. Và tôi quyết định tôi sử dụng. Quý vị và các bạn ạ, tôi quyết định tôi trả lời của em trước. Cha mẹ ruột em lo cho em và con đến khi em sinh mổ bé trai ra được 11 ngày. Mẹ em vì lắm chăm lo cho em và con em nên đã kiệt sức mà chết. Xin chia buồn cùng em. Nay bé nhà em được 4 tháng, gia đình chồng đòi bắt con em. Trong khi em mang thai cho đến khi sinh mổ, bên nhà chồng không ai lo lắng và thăm nom gì hết. Giờ họ đòi bắt con em. Chồng em nói nếu em viết đơn ly hôn đơn phương thì phần nuôi con sẽ thuộc về chồng em. Em lo quá chị ơi. Thưa quý vị và các bạn, tôi cũng đã trả lời liền cho em rằng em ạ, theo quy định của pháp luật là con dưới 36 tháng tuổi thì mẹ nuôi. Và những cái quy định của pháp luật này sẽ được dẫn chứng theo quy định của pháp luật thực tế. Thưa quý vị và các bạn, tôi vẫn thường hay có một cái thói quen là nói có sách mắt có chứng. Đây quý vị và các bạn, đây là luật hôn nhân và gia đình năm 2014. Trong cái luật hôn nhân và gia đình năm 2014 có một cái điều luật là điều 81, trông nom chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục con sau khi ly hôn, ở cái khoản số 3. Và tôi sẽ để lại cái khoản này cho các bạn, những nữ các bạn nam cũng có quyền, nếu người nhà chị em gái của mình và có những cái trường hợp giống như thế này thì hãy cho họ lời khuyên hoặc thẳng thắn cho họ cái xem cái đường link của dân ta phải biết luật ta. Theo cái khoản 3, con dưới 36 tháng tuổi được giao con cho mẹ trực tiếp nuôi
trừ trường hợp người mẹ không đủ điều kiện để trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con và cha mẹ có thỏa thuận khác phù hợp với lợi ích của con. Nói như thế này quý vị và các bạn, trong cái điều luật có ghi rất rõ rằng là con 36 tháng tuổi thì trên nguyên tắc mẹ được nuôi. Cách tính tuổi thì chúng ta sẽ tính như thế này. Ví dụ như đứa con đó được sinh ra vào ngày 1 tháng 1 năm 2007. Các bạn ạ, thì tới ngày 1 tháng 1 năm 2008, 1 tháng 1 năm 2009, 1 tháng 1 năm 2010 thì bé được tròn 36 tháng tuổi. Vậy thì trong thời gian này mẹ được quyền nuôi con. Tuy nhiên nó có hai vế. Ví dụ như trong trường hợp người mẹ có những cái vấn đề, ví dụ như người mẹ có bạn trai thì làm sao mà có thể nuôi con được, hoặc thậm chí là người mẹ này tâm thần thì không thể nuôi con được. Nếu trong trường hợp người mẹ không đủ điều kiện nuôi, hoặc là bây giờ hai vợ chồng thỏa thuận mặc dù con của tôi dưới 36 tháng tuổi đó, tuy nhiên về điều kiện vật chất của anh chồng là sẽ nhiều hơn, thì thôi nhà của anh chồng có đủ điều kiện hơn thì tôi nhường cái quyền nuôi con. Còn nếu như trong trường hợp cái ý chí của bà mẹ, em nhé, cái ý chí của bà mẹ nói rằng bà có, người phụ nữ này có đầy đủ cái quyền để được quyền tôi sinh con ra, tôi đẻ con được. Và tôi nghĩ rằng các nhà làm luật đã dự liệu rất rõ trong trường hợp này, bé phải cần cái hơi ấm của người mẹ để phát triển, để sau này nếu như trong trường hợp mà bé tách mẹ ra như vậy thì điều kiện nuôi cho bé phát triển về mặt vật chất, về mặt tinh thần thì rất là khó. Thưa quý vị và các bạn, nhân một cái điều kiện này thì tôi cũng muốn vì những cái câu hỏi này nó là một cái câu hỏi rất là phổ thông và thường xuyên, thì tôi sẽ làm ra một cái chủ đề là hướng dẫn ly hôn và hướng dẫn những cái câu hỏi phổ thông. Nếu quý vị và các bạn có một cái nhà ý thì chúng ta sẽ thông qua cái hướng dẫn ly hôn, hay là hướng dẫn làm di chúc, hoặc là hướng dẫn kết hôn có yếu tố nước ngoài, thì như vậy tôi cũng khỏi cần phải trả lời lại rất nhiều lần trong vấn đề này. Và tôi cũng đang cố gắng từng bước hoàn thiện lấy chính bản thân mình để cố gắng chuyển tải cái thông điệp cho trong cái chương trình Dân ta phải biết luật ta ngày càng phong phú và trở nên sống động, sinh động hơn. Cảm ơn quý vị khán giả đã yêu mến chương trình Dân ta phải biết luật ta. Xin trân trọng cảm ơn.